Dạ vâng ạ, Alan Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Vâng, kính thưa các bác thân mến, trong clip tiếp theo buổi sáng hôm nay, buổi sáng thứ 6 ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021. Trong clip này em xin được trân trọng giới thiệu đó là có rất nhiều những chiếc quản lý nguồn hàng mới tinh, hộp xốp được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ về cửa hàng. Em cũng xin được mời các bác cùng mọi người cùng tham khảo cái chất lượng và cái cách mà cái chiếc quản lý nguồn này nó hoạt động êm ái để đảm bảo độ bền và nó sẽ đóng và tắt đúng cách cho những bộ sản phẩm karaoke nhạc mà các bác hiện tại đang sở hữu và đang sử dụng. Em mời toàn thể các bác nhé, em sẽ zoom to hơn một chút. Những chiếc quản lý nguồn được mang trên mình thương hiệu Alley và nó có mã số là P10 mọi người nhé. Vâng, kính thưa các bác thân mến, là P10 hay P10 Pro hay là P10 cộng hay là P10 Limited, nó vẫn là con P10 này mọi người nhé, vẫn là giá 1.700.000 đồng mọi người nhé. Nhưng có một cái điều khác và chất hoàn toàn hơn so với những chiếc quản lý nguồn khác bán trôi nổi trên thị trường, thì chiếc quản lý nguồn này được nhập khẩu chính ngạch và đầy đủ COCQ và có cả mã check, mã quét cho các bác cùng mọi người. Ok, em sẽ mở chiếc quản lý nguồn này cho các bác kiểm chứng nó hoạt động nhé. Mời toàn thể các bác. Số lớn nhất mọi người nhé. Ví dụ các bác có thể cắm từ 8 đúng không ạ? 8 là đẩy, 7 là lưng, 6 là vang, 5 là lọc, 4 là giải mã, 3 là mic không dây mọi người nhé. Nó có 8 cổng qua le và 2 cổng chạy thẳng mọi người nhé. Vâng, thưa các bác thân mến, có rất nhiều những dòng quản lý nguồn trên thị trường. Dòng giá ví dụ như là trên 1 triệu này, gần 2 triệu này, trên 2 triệu này, gần 3 triệu này và trên 3 triệu, và có cả những cái quản lý nguồn 7-8 triệu cũng có mọi người nhé. Thì tùy theo cái mức độ kinh tế của các bác cùng mọi người, nhưng ở gia đình thì có thấp nhất cũng phải dùng con này mọi người nhé. P10 hoặc P10 cộng hoặc P10 Pro hoặc P10 Limited, nói chung là nó vẫn là một quản lý nguồn này. Vâng ạ. Tắt cái đèn cho nó đỡ có màn con nào kiểu đường lâu năm không ạ?
dùng chiếc quả nguồn này giá 1 triệu 7, ok. Các bác có điều kiện lấy con hơn 2 triệu, ok hơn nữa. Các bác có điều kiện lấy con dưới 3 triệu, ok hơn nữa. Và nếu có điều kiện lấy con hơn 3 triệu nó càng ok hơn mọi người nhé. Vì là với cái giá tiền nó thay đổi và giá tiền nó chênh nhau thì chắc chắn chất lượng của nó phải khác nhau các bác nhé. Còn nó khác nhau ở cái gì thì em sẽ có một cái video ở đằng sau, video sau nữa em so sánh cho mọi người nhé. Đúng không ạ? Chiếc này sản phẩm đúng không ạ, là hàng mới tinh nguyên hộp số, được bảo hành 1 năm, sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ đó. Sản phẩm này các bác lưu ý nhé, được mang trên mình thương hiệu Aulay, hàng đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý và được nhập khẩu chính ngạch mọi người nhé, được nhập khẩu chính ngạch, ok chưa, đầy đủ thuế. Và hướng tới đúng không ạ, là em sẽ làm những cái sản phẩm này rất là mạnh mọi người nhé. Vì là các bác mua những sản phẩm như thế này đúng không ạ, thì các bác cũng góp một phần nhỏ của mình đúng không ạ, vào việc đóng thuế cho nhà nước đúng không ạ. Và các bác góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng biển đảo, xây dựng tổ quốc mọi người nhé. Đó, sản phẩm này em đã nói rồi, đảm bảo nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ mọi người nhé, COCQ đầy đủ đúng không ạ, ok chưa. Các bác cùng mọi người cũng như anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp cho em mọi người nhé, liên hệ trực tiếp cho em qua các số máy hoặc đến tận cửa hàng để giao lưu với em, để tham khảo trải nghiệm mua sắm. Địa chỉ cửa hàng dưới chân cầu Bình, khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Em nhận giao hàng tận nhà toàn thể các bác với giá là 1 triệu 7. Các bác chỉ cần báo địa chỉ, chắc chắn mua em sẽ gửi hàng tận nhà. Các bác nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Đó, em giới thiệu tiếp đúng không ạ? Với cách cắm, để video sau em sẽ hướng dẫn cũng như chia sẻ các bác cách cắm kết nối được không ạ? Còn video này em giới thiệu review hàng về mọi người nhé. Hàng về đấy, những chiếc quản lý nguồn mọi người nhé. Những chiếc quản lý nguồn Aulay, mã số là P10. Các bác thân mến, các bác chỉ cần báo là quản lý nguồn Aulay 1 triệu 7 thôi mọi người nhé. Chứ còn P10 hay P10 cộng hay P10 Pro hay P10 lý mật thuật hay là P10 trừ đi chăng nữa thì nó vẫn là con này mọi người nhé. Đúng không ạ? Ok, xin chào tất cả các bác của anh em. Hẹn gặp lại các bác và mọi người ở một clip tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.